ta nhìn vô nhà thờ xíu nha. Và nhà thờ đang lập lễ. Rồi nhân đây cũng xin cầu nguyện đến tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Rồi, nhà thờ đang làm lễ nè. Rồi ở đây có cái nhà hàng rất là nổi tiếng nè, mà các khu đô thị sang trọng đều có nè, là Sang Garden. Ở đầu hẻm này có một cái quán hủ tiếu lộn của một cái cụ già, cụ đang bán nè. Thỉnh thoảng thì em có đi ngang ủng hộ. Hẻm này hẻm 408 Nguyễn Thị Minh Khai. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn bây giờ là 7:30 và hôm nay là thứ sáu, ngày mai là cuối tuần rồi, thời gian trôi qua thật lẹ. Và ngày hôm nay một buổi chiều rảnh rỗi thì mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang trên đường Bụi Chu năm xưa nha, và cũng là Tô Tùng ngày nay, để đi đến một cái hẻm mà cái hẻm đó bán rất là nhiều đồ ăn vặt và rất là nhiều hàng quán ăn uống. Cái hẻm này cũng rất là nổi tiếng. Bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng tham gia nha. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ Tô Đức Tùng và Lê Lai. Và theo thẳng hướng Lê Lai này, chúng ta sẽ đi đến Bùng Binh, Vinh chợ Thái Bình. Và ngày xưa đường Tô Đức Tùng chỉ đến đây thôi, và ngày hôm nay có phần mở rộng thêm, đi qua công viên luôn và đi qua đến phố Tây luôn nè. Đi ngang công viên 23 tháng 9 đó. Và hướng Lê Lai ngược lại, chúng ta sẽ đi về chợ Sài Gòn, nơi đó có khách sạn New World, và cặp theo công viên 23 tháng 9 này. Và trước mặt chúng ta đó là một cái chung cư. Chung cư này rất là lâu năm rồi nè. Chung cư ngay góc đường Võ Tánh và Lê Lai đó. Với ngày xưa cô chú anh chị có còn nhớ chung cư này hay không ha? Ngay đây có cái mũi tàu, và bây giờ chúng ta đợi đèn xanh mình qua đường nha. Rồi chúng ta qua đường thôi. Nhân đây cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và với những cái like, cái share, với những cái comment rất là tình cảm, và hy vọng cô chú anh chị các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ trong thời gian sắp tới. Và do tuần này em có hơi nhiều việc nên thành ra mỗi ngày chỉ có một video thôi. Chắc có lẽ ngày mai em sẽ tiếp tục hành trình mỗi ngày 2 video, bởi vì cũng có rất nhiều comment và nhắn nhủ. Nếu mà một ngày một video thì sẽ không kịp, tại vì có rất nhiều anh chị muốn xem lại cái hẻm ngày xưa, ngôi nhà xưa. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục lang thang nha, để ngày mai có nhiều video hơn và sẽ phục vụ các anh chị và các bạn nhanh hơn, sớm hơn. Và đây là giao lộ Nguyễn Trãi và Tô Đức Tùng. Ở đây có cửa hàng Nón Sơn đang có chương trình khuyến mãi giảm sốc cái nón 500-600 ngàn, còn khoảng 150 ngàn, nên thành ra người ta mua đông quá trời đông. Nón Sơn là một thương hiệu nổi tiếng ở Sài Gòn mà. Màu tím tím với chữ S. Và chúng ta có mặt đây là nhà thờ
nhà thờ Nguyễn Sĩ. Thấm thoát cũng gần đến hết một năm rồi, và tháng sau đó là Noel rồi ha. Không biết các anh chị các bạn có ở các nước xa xôi có về Việt Nam ăn Tết hay không, và các anh chị ở các tỉnh khác có lên Sài Gòn chơi hay không. Ta nhìn vô nhà thờ xíu nha. Và nhà thờ đang lập lễ. Nhân đây cũng xin cầu nguyện đến tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Nhà thờ đang làm lễ nè. Rồi thôi chúng ta đi ha. Rồi, nhà thờ ngày nay thì cũng rất là khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì phía trước này có một cái nhà nhỏ nhỏ, nhưng mà ngày nay thì cái nhà đó đã trả lại cho nhà thờ rồi nè. Đó, ngay cái phần nhà nhỏ nhỏ này nè. Ngày xưa là công ty máy in đó, công ty bán máy in đó, chỗ này nè. Ngày nay xây lên một cái như là cái kho hay sao. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Và ngay đây có cái nhà hàng rất là nổi tiếng nè, mà các khu đô thị sang trọng đều có, nên là Sang Garden. Nhà hàng này cũng nghe nói rất là ngon, nghe này khen hoài. Nằm ở cái building này mới xây ở đường Tô Hán Tùng này. Ở đây thấy có xe buýt điện của Mai Linh đậu đây nữa hả? Ồ, sau này đậu đây ta? Cho cái bến nó giờ vào đây hả? Chắc có lẽ vậy quá ha. Xe này thì chạy mỗi 15 phút có một chuyến từ công viên 23/9 này cho đến sở thú và ngược lại. Đi qua lòng vòng rất là nhiều con đường ở trung tâm Sài Gòn. Và giá vé mỗi người chỉ có 12.000 thôi. Nếu chúng ta không muốn đợi 15 phút thì mình có thể đi liền. Và cái giá vé là 100.000. Cũng rất là rẻ ha. 100.000 là cho cả xe luôn ha, chứ không phải 100.000 là một người đâu ha. Rồi xe đó phải chở được 12 người, 10 người. Rồi chúng ta qua đường nha, đây là giao lộ Bùi Thị Xuân và Tôn Thất Tùng. Ở đây bán rất là nhiều máy vi tính ngày xưa nè. Cái cung đường do cung đường này mình cũng đã đi rồi, nên thành ra chúng ta đi ngang qua thôi, để mình đi đến cái hẻm cuối con đường này thì có một cái hẻm. Cái hẻm đó là hẻm cây đa đó, tại vì trong hẻm nó có một cây đa rất là lớn, nên ngày xưa người ta gọi là hẻm cây đa hay là hẻm sở rác. Và buổi sáng ở đó có một cái chợ. Hẻm cây đa thì không có chợ, thẳng hẻm cây đa qua bên kia thì có một cái chợ. Đây là giao lộ Xuân Nguyệt Anh và Tôn Thất Tùng nè. Thẳng hướng này là mình đến nhà của
ca sĩ Ngọc Sơn. Nhưng mà ngày nay hình như nhà đó bỏ hoang nè. Anh đi ngang mấy lần mà thấy đóng cửa. Đó, ở đường Xuân Nguyệt Anh nè. Cuối đường là vườn Táo Đen. Và con đường Tôn Thất Tùng ngày nay rất là có giá. Cho nên những công ty vi tính ngày xưa họ đã dời đi chỗ khác hết rồi. Do cái giá cả mặt bằng ở đây rất là cao. Và đây có quán cơm Minh Đức nè. Quán cơm rất là lớn. Đó. Cái mặt bằng nhỏ nhỏ ở đây thì cũng có giá chắc cũng phải hơn 1.000 đô nữa. Là chắc không có đâu ha. Phải hơn có 1-2.000. Và nhà nguyên căn là khoảng 5-6.000. 5-6.000 đô một tháng. Và chúng ta có mặt đây là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Tôn Thất Tùng, cũng là Bùi Chu và Hồng Thập Tự năm xưa. Và thẳng hướng này mình sẽ đến vườn Táo Đen nè. Và ngược lại là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nằm trên đường Hồng Thập Tự ở đoạn Cao Thắng gần với Bùng Binh ngã 6 Cộng Hòa đó. Và cái hẻm chúng ta chuẩn bị đi đó là cái hẻm 410 Hồng Thập Tự nè. Ở bên kia đường đó hả. Đó, nghe mấy anh Tây đang đứng nè. Đó, và cái hẻm bên kia đó. Và phía sau, phía trong hẻm bên cánh trái có một cây đa. Cây đa rất là lớn. Rồi, chúng ta đi qua nha. Ở đây có nhiều du khách Tây đi dạo vòng cái khu này lắm. Ở đầu hẻm này có một cái quán không dịch lộn của một cái cụ già. Cụ đang bán nè. Thỉnh thoảng thì em có đi ngang ủng hộ. Hẻm này là hẻm 408. 408 Nguyễn Thị Minh Khai. Hột trộn đây cũng rất là ngon. Còn nhỏ. Đó, cây đa nằm trong đây nè. Đó. Cây đa nằm trong nhà đó đó. Không biết thế nào mà lại có cây đa nằm trong nhà lớn như vậy. Và nơi đây có một cái miếu, miếu Ngũ Hành. Cái miếu nằm bên phải. Và ở đây có một cái xe bánh mì cũng rất là nổi tiếng, bánh mì Sam Bông. Đó. Xe bánh mì nằm bên phải nè. Và cái miếu Ngũ Hành nè. Rồi chúng ta đi bên trái nha. Và thẳng cái hẻm này chúng ta sẽ có thấy rất nhiều quán ăn, rất nhiều món. Như đây chúng ta thấy có chân gà nướng, chim cút nướng nè. Quả này là mình không có ăn nên thành ra mình chỉ đi ngang để các anh chị và các bạn tham khảo thôi ha. Nếu ai có thích phù hợp với những hàng quán thế này thì chúng ta đi đến đây để thưởng thức. Và nếu các anh chị và các bạn
ở xa thì mình có thể xem chơi đó, để biết ở Sài Gòn có những con hẻm, ở đó có rất nhiều đồ ăn. Mình ở đây cách chợ Bến Thành khoảng 2 km. Và đây là đường Võ Văn Tần, cũng là Trần Quý Cáp ngày xưa. Đây có chú bán vé số. Và đây là hẻm thuộc Võ Văn Tần, hẻm 270 Võ Văn Tần. Và thẳng hướng Võ Văn Tần này chúng ta sẽ đến đường Cao Thắng, rồi bệnh viện Từ Dũ nè. Nhìn lại cái hẻm mình vừa đi qua nè ha. Nơi đây có một cái chú bán vé số, chú hát nhạc. Thẳng hướng này là rạp Nam Quan nè. Trần Quý Cáp ngày xưa nổi tiếng quán cơm tấm. Thấy đầu đường là cái bánh ướt của bánh ướt bánh cuốn. Wow, cái nhà này nhà cổ nè, có cái xe cổ nằm ở trong nhà đó nè. Cơm tấm Trần Quý Cáp, cơm tấm Võ Văn Tần. Bún riêu, canh bún. Đồng quá. Vào buổi sáng cái hẻm này là một cái chợ nhỏ đó. Đến đoạn này là hẻm 287 287 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng ngày xưa đó. Chắc có lẽ do em đi trễ quá nên thật ra những cái quán ăn cũng dẹp bớt rồi. Bây giờ là cũng gần 8 giờ tối rồi. Nếu các anh chị bạn đi đến đây ăn chắc là phải đi sớm rồi. Đi trễ quá người ta đã dẹp hết rồi. Có những quán người ta bán cả ngày đó, chiều 6 bây giờ là hết. Nên thành ra mình đi thấy vắng lắm. Đây là cái miếu Ngũ Hành. Đây buổi tối còn có quán canh bún thôi. Quán canh bún rồi mì gà tiềm ngũ vị, cơm gà xối mỡ. Cũng hết luôn rồi. Chúng ta ra đây là đường Phan Đình Phùng ngày xưa nè, và bây giờ cũng là đường Nguyễn Đình Chiểu nè. Đâu nhìn bên cánh trái đó là ngôi chợ Vườn Chuối. Đây cơm Bình Dân.
rất tiếc là em đi trễ quá nên thành ra cái những hàng quán ở đây cũng đã dẹp hết rồi. Nếu mà các anh chị và các bạn có quan tâm thì chúng ta đi sớm ha. Ở đây bán cả ngày nên thành ra 6 bây giờ là người ta hết rồi. Tiếc. Nên mình không thấy được cái sự đông đúc xôm tụ trong hẻm. Và đây là giao lộ Nguyễn Thường Hiền và Nguyễn Đình Chiểu. Đi thẳng hướng này mình sẽ đi về đường Phan Thanh Giản, ngày xưa là Điện Biên Phủ ngày nay nè, và khu chợ Vườn Chuối nằm bên đây. Bên trong đó là con cư xá Đô Thành đó ha. Rồi chúng ta sẽ đi đi con đường Nguyễn Thượng Hiền đi ha. Đoạn này bán rất là nhiều trái cây nè, rồi bánh tráng trộn nè. Nhìn thấy cây hấp dẫn chưa? Và con đường này không có lớn lắm. Trái cam, rồi trái lê. Đây bán sinh tố đó. Sinh tố nước ép. Và con đường Nguyễn Thượng Hiền ngày hôm nay được phóng lớn lên so với lớn hơn so với ngày xưa, và những căn nhà ở đây thu hẹp lại do một phần nhà đã nhường cho cái con đường này, nên thành ra mình thấy những nhà hai bên nhà nào cũng ngắn không à. Tối nay mình đi cái hẻm mà ăn uống không có đông nên thật ra bây giờ chúng ta đi xem đường này chơi ha. Rồi chắc cái video clip của chúng ta sẽ tạm dừng ở con đường Hồng Thập Tự giao với Nguyễn Thượng Hiền. Và ngày nay là Nguyễn Thượng Hiền và Nguyễn Thị Minh Khai đó. Họ đi đường riết rồi lộn xộn, tên cũ, tên mới, tùm lum hết. Các chị và các bạn thông cảm nha. Ở đây thì không có cái vỉa hè để mình đi bộ, nên thành ra mình đi chen lấn trong cái làn xe luôn. Nếu các anh chị các bạn ở nước ngoài thì nhìn thấy sẽ rất là nguy hiểm, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng bình thường thôi. Này quán bún bò Huế Hương Giang nè. Và đây là giao lộ Nguyễn Thượng Hiền và Võ Văn Tần. Ngay góc đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thượng Hiền nè, thẳng hướng này là Võ Văn Tần. Ta sẽ đến rạp Nam Quang, ở đó có bánh mì Sáu Minh. Tới đây thì mình nghe cái mùi bún bò, một mùi bún bò bốc lên thơm nồng. Và con đường này thường xuyên kẹt xe ở giờ cao điểm, ở giờ tan sở. Và con đường này có rất là nhiều hàng quán ăn vặt, như là sinh tố, nước mía, rồi gà nướng, rồi cơm tấm, rồi nước ép trái cây. Đây em thấy gà nướng mà. À,
27, 29. Hủ tiếu. Ở đây ăn uống tấp nập rồi chưa? Còn tuy con đường nhỏ nhưng mà có rất nhiều hàng quán ăn uống. Ở đây thì các anh chị và các bạn có thể đi bộ này sẽ hợp lý hơn, tại vì ở đây ăn thì xe không có chỗ để. Quá wow. Nước văng lên. Ở đầu đường thì có nước ép trái cây nè. Và chúng ta ra đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Tập Tự ngày xưa đó. Và thẳng bên kia có một cái hẻm nhỏ, thì hẻm đó sẽ thông ra đường Bùi Thị Xuân. Hẻm đó là 175, 173 của Thị Minh Khai. Hồi đó cái đường này xe lửa sẽ đi thẳng vô cái hẻm đó luôn đó. Nhưng mà ngày nay thì chỉ là cái đường hẻm để đi thôi ha. Rồi bây giờ chắc video em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn quý chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và đừng quên nhấn like, nhấn subscribe ngày hôm nay để tiếp tục chúng ta xem Sài Gòn ngày mai nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye, bye các anh chị và các bạn. Theo thẳng hướng này mình sẽ đến cái nhà báo xanh Tự Vũ năm xưa nè. Và kế bên hội Việt Mỹ này có một cái building đó. Đó chính là cái building của bệnh viện Từ Vũ đó. Ngày nay xây rất là lớn rồi ha. Rồi bye bye các anh chị và các bạn.